Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu anh hùng. Ở tập trước thì mình đã làm được một bộ giáp của Superman và kết hợp với sức mạnh của cái găng tay vô cực này thì mình đã đánh bại được con quái vật trong truyền thuyết Mobzilla, mang những cái vảy và chế tạo luôn một set đồ từ vảy của nó luôn á. Cái này thì nó sẽ tự động được enchant những dòng cấp độ 10 nên có thể sử dụng thoải mái trong việc chiến đấu luôn. Bên cạnh đó thì mình còn chế tạo được một quả trứng triệu hồi ra. Một em cũng lồng mấy mốc giống như vậy nè. Em này được mang tên là T-Rex 1000 các bạn ơi. Chỉ mới có 55 máu thôi á, nên chưa đủ trưởng thành. Để bây giờ mình sẽ lại cái kho của mình, lấy số redstone còn thừa ra nè, để chế tạo thêm những khối redstone vào cho em ấy ăn nhá. Được 16 khối thôi, hy vọng là vừa đủ nhá. Ý, vừa đủ. À không, thiếu. Chỉ thiếu 9 khối nữa các bạn ơi. Để mình nén nốt số này là chắc đủ á. Coi, cái này còn mới nè. Rồi, và làm thêm 2 khối nữa là vừa đủ luôn á. Nhưng mà redstone trong kho mình cũng đã cạn kiệt luôn rồi, còn có 47 thôi. Rồi, giờ thì cho em ăn hết luôn nè. Dành hết cho em đó. Và mỗi lần ăn như vậy, các bạn có thể quan sát cái phần kích thước của em khủng long á, sẽ tăng lên từ từ. Và chuẩn bị maximum nè. Đây là kích thước của một con khủng long T-Rex máy móc mà bình thường mình thường gặp. Nó cho một con Reaper cưỡi lên á. Và bây giờ thì mình vẫn chưa có thể trèo lên để cưỡi em khủng long này được, bởi vì mình chưa có yên cưỡi của khủng long á, nên bắt buộc mình phải lên trên và chế tạo thêm một cái yên cưỡi thì mới có thể cưỡi được. Và như thường lệ, để làm được một cái yên cưỡi khủng long thì mình cần một cái yên cưỡi thường trước nè, sau đó kết hợp với xương của em khủng long máy móc để chúng ta có thể tạo ra được một cái để chúng ta có thể tạo ra được cái yên cưỡi của khủng long. Giờ thì xuống dưới và trang bị vào cho em ấy thôi nào. Với cái yên cưỡi này thì mình có thể ngồi lên trên vé cưỡi em này quẩy tung nóc luôn á. Nó trên lưng đã có yên cưỡi rồi nè. Giờ thì mình sẽ thử trèo lên nha. Ồ, trèo lên được rồi. Coi mình ngồi trên cái lưng em khủng long này kìa, tương tự như con cũng Reaper thường ngày luôn á. Và chạy. Em này chạy rất là nhanh nha. Chạy không thua gì mình bay đâu các bạn ơi. Superman là có thể nói bay rất là nhanh rồi, mà em này chạy cũng không thua kém gì luôn á. Úi, hình như em này bay được hay sao ấy. Ui, được nha. Để mình lên trên mình test cái đã. Hình như em khủng long này bay được hay sao các bạn ơi. Hồi nãy mình đi mình cứ thấy em khủng long này cứ bay như thế nào ấy. Để bây giờ mình sẽ thử triệu hồi em khủng long này ra ngoài. Vì kích thước bự nên bắt buộc phải cho vô găng tay vô cực các bạn ơi. Và lên một cái nè. Bay được không? Bay lên. Có được không? Ôi trời ơi, gì đây? Bị té nữa. Ui, không, cái này là mình tự bay rồi. Hình như em khủng long này rớt xuống là bị mất máu các bạn ơi. Hồi nãy đi dấp cục đá ta nghe cái beng mất hết một máu rồi. Ui, nhưng mà đi cái đường ngoài ngoài nhìn mất ghét không. Ê, nhưng mà chạy nhanh thiệt. Nói chung là em khủng long này chạy nhanh. Ui kìa, trèo được à? Không, em này có khả năng trèo các bạn ơi. Ui, T-Rex có khả năng trèo rất là tốt luôn. Trèo lên cây luôn. Đó, trèo mà rớt xuống là nghe cái beng mất hết một máu liền. Trèo là phải trèo lên luôn, không thôi là đó mất máu nữa. Ui, vậy thì toàn á. Vì là phải đem theo những khối redstone để cho em này ăn rồi. Nếu không thôi em ấy sẽ mất máu và ngấm cửa tỏi cho xem. Căng á nha, mình thì không có nhiều redstone. đi đâu vậy? Hả, đi tìm bạn hả? Đi đâu à? Đứng lại. Đứng lại. Tới cái hồ chạy hết được rồi nên mới đứng lại á, bó tay giật luôn. Rồi, vô trong lại đi. Không thôi một hồi đi té gãy chân anh không có chịu đâu á. Và rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc chính trong ngày hôm nay, đó chính là tìm cách khắc phục cái trường hợp cái áo giáp robot biến hình của mình đó nó bị trồng cây chuối các bạn ơi. Đây, giờ mình sẽ xuống dưới để cho các bạn biết được cái tình trạng này nó nó như thế nào nhá. Nhưng mà giờ cần chui xuống dưới này cái đã. Rồi, và sau khi mình biến hình một cái giống như vậy. Úi, à đây, đồ Superman đây. Khi mà mình treo lên đó thì nó sẽ bị trồng cây chuối. Đó.
các bạn có thấy không? Tại vì cái giá treo đồ này nó không có phù hợp. Thế nên bây giờ thì mình sẽ chế tạo một cái đồ chuyên dụng để mình có thể treo được những cái bộ robot biến hình lên nhá. Để mình nhớ coi, hình như công thức nó làm từ như vậy nè, và redstone lamp. Đó, nó sẽ tạo ra được một cái Transformer Display Station. Với cái này thì mình có thể bắt đầu treo được những cái mô hình robot lên rồi đó. Đó, các bạn thấy chưa? Cái phần dưới này là để cái phần chân của robot nè, và treo lên, gán cái phần thân lên đây, nhìn rất là đẹp luôn. Để bây giờ mình sẽ thử nha. Nhảy, đó, 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 nhảy, đó, đó, đi, đó. nhảy đi, tầng, tầng. Các bạn coi kìa. Cái robot được chơi xây mầm mầm trong cái chuối cái kiểu luôn. Nhìn vậy thì nhìn kỳ lắm. Nên mình quyết định sẽ cho vô đây. Nhưng mà để treo lên được thì mình cần phải có một cái mô hình trước cái đã, bằng cách ghép mấy cái món này lại á. Ý nhưng mà như mình thiếu cái phần nón nè. Ủa? À đây, cái nón mình đội vô mất tiêu. Nón mình đội vô mất tiêu thì thấy thiếu phải rồi. Nè, và giờ thì ghép lại thành cái máy bay đúng không? Sau khi ghép thành máy bay á thì mình sẽ cho vô đây. Nó sẽ có những cái mẫu như vậy, mình chỉ cần đặt vào và transform một cái và chuẩn bị. Mô hình nó được treo lên rồi nè. Vậy có phải đẹp hơn không? Mỗi lần xuống cái căn cứ thì mình có thể gặp được cái mô hình robot của mình, nhìn cực kỳ đẹp luôn á. Ngoài ra thì mình còn mô hình xe tăng nè. Cho vô trong luôn. Chưa, transform một cái. Đó, ok liền. Và cuối cùng là một cái chiếc ô tô nhá, cho vô và transform. Rồi, nhưng mà giờ các bạn có để ý là kích thước của mấy mô hình á, máy bay thì là to con nhất nè, cao hơn mình xíu luôn. Rồi tới xe tăng á thì là thấp hơn mình một thẹo, và tới cái ô tô thì mới tới dài mình thôi. Nói chung chiếc ô tô là bé nhất luôn á. Thôi giờ thì mình sẽ làm tiếp công việc tiếp theo trong ngày hôm nay á, đó chính là chế tạo thêm giáp của người sắt nhá. Trong suốt thời gian vừa qua thì mình chế tạo được giáp của rất là nhiều sinh tồn khác, nhưng mà người sắt á thì mình chỉ mới có một bộ mà người sắt thì lại có rất là nhiều bộ khác nhau. Nhưng cái chức năng á thì nó cũng chỉ tương tự thôi các bạn ơi. Ngoài bay lượn nè thì nó sẽ kèm theo một cái chức năng đó là bắn súng nữa, nhưng mà mấy bộ sáp cấp cao thì mới có coi. Nên hôm nay mình sẽ làm tạo một bộ sáp cấp cao nhá. Trong này thì có rất là nhiều màu, chủ yếu là nó đổi màu nữa, nên mình sẽ lấy màu nào giờ ta? Người sáp thì mình nghĩ màu đỏ là đẹp nhất rồi, nhưng mà màu đỏ thì có cấp độ 10 11 nè. Rồi 19. Ý hình như mình có thể nâng cấp giáp nữa cơ. Đây, như cấp độ 10 nè, mình có thể nâng lên cấp độ 19 luôn. Nên chắc mình sẽ làm cấp độ 10 đi các bạn ơi, cho tiện nâng cấp ha. Và cấp độ 10 thì mình cần phải có một cái nón của người sắt trước. Công thức, chưa coi công thức của nón người sắt cái đã. Công thức nón người sắt thì cần phải có Iron Man Armor Plate, chế tạo từ Titanium với vàng hả? Ôi cái đó thì dễ quá. Đây mình có cái khá Titanium nè, đổ ra những cái play. Vàng cũng vậy luôn, đổ ra những cái play nè. Và sau đó thì mình sẽ đặt theo công thức coi. Màu đỏ ta. Hình như vậy đúng không? Chuẩn, nhưng mà nó hơi mắc nha. Mình chế tạo nhiều như vậy mà chỉ mới làm được có 3 cái thôi. Ý may nha, trên này mình còn khá khối vàng nè. Úi trời ơi. Chế tạo một phát ra cái đống luôn, nhưng mà nó cũng không có xi nhê đâu, mình chế hồi là hết trơn à. Nói thì chưa hết là gần đi hết một stack vàng rồi, hơn 2 stack vàng rồi đó, rất là ngốn luôn. Rồi làm thêm những cái titanium plate coi, công thức của nó là như vậy. Rồi sau đó đổ ra những cái iron man plate nè, được bao nhiêu đây, 16. Như vậy thì đủ nè. Nhưng mà cái phần áo có cần không? Phần áo thì cũng cần luôn, và kèm theo một khối sắt đen. May mà mình còn sắt đen trong đây á. Rồi giờ thì mình sẽ làm tiếp cái phần áo nè, thì công thức giống như vậy. Cái đến là phần quần. Phần quần thì cần cái gì nào? Quần thì nó cần quần thì không có cần cái khối khối sắt đen nên cũng khá là thoải mái. Vậy là mình còn thiếu một ít cái cái titanium hả ta? Để bây giờ mình sẽ tìm cách nén vàng lại cái đã. Tách ra chi giờ là mất công nén lại. Và titanium trên này, trên này mình vẫn còn nè, để mình chế tạo luôn cho nó tiện nhá. Rồi giờ thì làm thêm ít cái này, để làm thêm cái phần ủng á.
công thức giống như vậy. Rồi, vậy là có được những cái bộ giáp người sát cơ bản rồi. Nhưng mà không biết cái này có mặc vô được không? Ý, cái này mặc vô được nè. Cái này mặc vô được luôn các mọi người. Nhưng mà nó chưa có được trang trí gì trơn á. Nó còn chưa có cái ở chính giữa nó cơ. Cái đó là cái gì ta? Cái cục ở chính giữa mình không biết gọi là cái gì nữa. Nè, nè, cái này nè. Cái này thì được gọi là Vibranium Reactor. Và được chế tạo từ Vibranium Core hả? Ui, bây giờ mới cần tới Vibranium nè. Để mình làm ra một cái Vibranium Core trước nha. Đó, sau đó thì cần gì tiếp nè? Cần thêm Tactex và Titanium hả? Để mình ấn nhanh luôn. Nói vậy là mình được cá nhân ở phía giữa rồi. Giờ thì mình cần làm thêm cái Rebusor. Công thức làm từ cái Dispenser hả? Dispenser nếu mình nhớ không lầm thì nó cần đá nè. Rồi nó cần thêm chỉ. Chỉ thì chủ yếu là mình làm cung tên á. Để mình làm thêm ít cái que làm cái cung tên cái đã. Đây được bao nhiêu que đây? Được ít sao có 4 que vậy? Ít vậy. Làm thêm miếng nữa đi. 8 que. Đó, 8 que thì thoải mái mà làm. Rồi giờ thì mình sẽ làm hai cây cung tên nhá. Theo công thức giống như vậy. Ui sao chặt kho thế ta? Sao cái kho đồ mình giờ chế tạo Lusubu hết nữa, nó chặt bớt các bạn người, nên mình cắt đồ vô trong bớt nhá. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ kết hợp nó với một ít redstone. Mà redstone mình có trong người rồi, nên mình sẽ đặt theo công thức giống như vậy nè. Ý, cần thêm đá cuội nữa. Đá cuội có luôn. Và giờ thì đủ rồi. Hai cái dispenser đúng không? Redstone nè, cùng vào. Đó, dispenser một cái và cái thứ hai. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với công việc chế tạo bộ giáp Iron Man số 10 nhá. Cho cái Vibranium Reactor vào giữa nè. Giáp của người sát ở phía dưới. Hai cái Rebusor ở góc dưới. Và cuối cùng là Iron Man Play. Đó, mình đã được cái phần áo rồi. Cũng là cái phần khó chế tạo nhất. Giờ thì treo lên tạm đi. Đó, treo lên đây để từ từ mình ha. Nhìn ngắm nha. Nhìn sơ qua nhìn thấy đẹp rồi. Rồi, kế đến là cái phần... phần nón đi, phần nón thì nhìn cũng khá là đẹp nè. Đầu tiên thì mình sẽ đặt cái nón này vào giữa, sau đó là những cái tấm này màu đỏ và cuối cùng là Stark Test ở phía trên. Vậy là mình đã được cái phần nón của người sắt chờ lên trên liền. Giờ thì tiếc cái phần quần với phần ủng thôi. Phần ủng của người sắt số 10 này không cần cái gốc két. À, vậy thì nó lại tiện lợi quá. Là mất công á, bay lên trên đâu. Vậy là vô đây vứt luôn các bạn ơi. Coi nào, cái phần quần có nè. Rồi Rebusor, ê chết. Nó lại cần Rebusor các bạn ơi. Ok, để bây giờ mình sẽ lên trên làm thêm 4 cái Rebusor nữa. Rồi sau đó mình sẽ xuống dưới này và tiếp tục công việc chế tạo nha. Mình đã chế tạo được 4 cái Rebusor rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ trở lại với công việc chế tạo nha. Làm giáp cư sắt nó hoàng xà là hoàng thiệt luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ làm tiếp cái phần quần theo công thức là quần ở trên nè, Stark Test ở góc dưới và cuối cùng là Iron Play ở hai góc này. Nó được cái phần quần và kế tiếp là cái đồ ổn đi. Cần Rebusor nè, ổn. Ui, ba cái Iron Play luôn. Mắc gì ta? Mắc thì sự nha, nhưng mà vẫn đổ. Rồi, vậy là mình đã có được cái phần quần với cái phần ổn rồi. Giờ mình sẽ treo full bộ lên trên và chuẩn bị chiêm ngưỡng. Wow, đây là bộ giáp đặc trưng mà mình thấy rất là dễ nhận biết của người sát luôn á. Nổi bật là màu đỏ nè, ở giữa có cái phần reactor cũng như là mấy cái chỗ này là mình có thể tấn công được luôn á và bay lượn thổi con gà máy. Giờ mình sẽ thử mặc vào luôn nha. Nãy giờ thì chiêm ngưỡng trên giá đỡ rồi, giờ thì mình sẽ coi nè. Giao diện của người sắt ở bên trong luôn, nhưng mà phần mũ của mình thì vẫn còn. Rồi và phía góc phải có phần năng lượng hay sao ấy. Để giờ mình sẽ bay nha. Ủa, cái này thì nó bay nhanh hơn các bạn ơi. Wow, mình bay ra lửa luôn kìa. Sướng nha. Ngoài ra thì nó còn có một vài cái skill nữa, nhưng mà mình sẽ lên trên để biểu diễn chứ không biểu diễn dưới đây. Lỡ nổ banh cái căn cứ của mình thì mệt. Rồi và lên trên rồi nè. Tốc độ bay thì cũng khá là nhanh đó các bạn ơi. Nhưng mà không biết đủ năng lượng để bay ra ngoài không gian không ta. Để giờ mình sẽ thử nha. Hiện tại thì mình đã bay được tới tầng 400 rồi nè. Nhưng mà chỉ mới có 10% thôi.
Được được được, như vậy thì với cấp độ cái không tới với bộ giáp người sát số 10 thôi thì mình đã có thể bay ra ngoài ha không gian rồi các bạn ơi. Chết rồi, tắt máy rồi. Mà hên quá cái bộ giáp này nó rơi chậm đó mọi người. Trời ơi, đang bay tắt máy chứ. Hình như nó tới độ cao nhất định thì nó sẽ tự chết máy các bạn ơi, chứ nó không bay lên tiếp được. Hồi nãy nó cảnh báo mình đó. Đó. Hệ thống bị gì rồi? Thôi xong luôn. Mừng ngục luôn, tưởng đâu có bộ giáp người giáp á là mình có thể bay ra ngoài không gian, ai dè bay giữa chừng nó tắt máy mất tiêu à. Kiểu như xa mặt đất quá nó không có chịu nổi sao ấy. Nghĩ sớm hơn gì không biết nữa. Thôi kệ, dù sao thì khả năng bay lượn của bộ giáp này cũng rất là xịn. Giờ tụi mình sẽ test tiếp một cái kỹ năng nhá. Đó. Các bạn có thấy gì chưa? Đó chính là tấn công tầm xa nha. Mình sẽ bắn ra những cái rocket á. Bùm. Ồ, phát nổ luôn. Nhưng mà không biết phát này nhiêu đam ta. Để dễ dàng test được sức mạnh hơn thì mình sẽ xuống thế giới The End nhá. Tại vì đó sẽ có rất là nhiều con quái để mình có thể test. Nhưng mà trước khi đi mình sẽ dọn dẹp đồ để cho kho đồ thật là trống trải, để có thể mang được thật là nhiều chiến lợi phẩm về nhá. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ nhảy xuống dưới này. Ấy mà khoan. À mà không được, không được. Định cởi em khủng long xuống dưới nhưng mà lỡ khủng long có xuống đi voi là tôi coi như xong luôn á. Rồi giờ thì xuống thế giới The End thôi. Búp. Rồi. Ý. Anh hiệp sĩ vẫn còn đây nè. Ở phía trên đó là rất là nhiều con Batman luôn các bạn ơi. Và trước khi test tiếp những kỹ năng mình sẽ test thử coi một hit đánh thường của người sắt thì sẽ mất bao nhiêu máu nha. Đây đánh con Enderman này đi. Ôi trời ơi. Ý hung hăng vậy. Hung hăng. Rồi. Úi. Hung hăng. Hung hăng. 34 máu. 31 máu. Ui tính ra người sắt cũng rất là mạnh các bạn ơi. Đánh hit mất 30 mấy máu lận. Nhưng mà mình sẽ đơm con rồng này trước nha, nó ngàn, có 1400 máu à. Mình đánh chắc nó cũng vậy hết chứ gì. Đó, con rồng này nè. Thử coi đánh thường nó một hit coi coi nó có xi nhê không. À, giờ mình sẽ bắn nổ. Bắn nổ cái Talion. Đó. Ngoài kỹ năng bắn góc két này á, thì còn có kỹ năng gear liên hoàn các bạn ơi. Nó súng máy, kỹ năng súng máy. Ồ, cành 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 cành. Nhưng mà bắn theo đợt các bạn ơi, chứ không có cháy được á. Ở đây giờ còn vài cái pha len nè. Đó, cạch 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 cạch. Nghe rất là vui tai luôn á. Nhưng mà không biết đam nó có cao không nữa. Mà thấy bắn từ xa thì rất là ok nè. Đó, phá được pha len luôn. Và bắn góc két. Ôi mà các bạn nhìn cái ống năng lượng phía bên phải á, nó còn có 40% mà. Lỡ mà nó chết máy vô trận chắc á, đi nước luôn quá. Rồi. Bắn qua một cái. Boom. Bắn qua bên kia. Boom. Nó phát nổ. Cái này thử này. Nè 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 nè. Cái kia xa cực luôn á. Không biết mình bắn có tới không nhá. Thử nha. Mình sẽ nhắm qua bên đó. Và sấy. Nổ không? Không nổ hả? Góc két, góc két. Dần dần xuất hiện xuất. Boom. Có nổ chưa? Nổ chưa? Nổ chưa? Hình như chưa các bạn ơi. Sao á? À không, nó nổ nãy giờ rồi. Trời ơi, làm tốn pin không? Làm tốn năng lượng không? Bó tay chứ. Xảy qua đây cái nè. Nổ đi. Một hit. Một hit thôi. Ui, bắn hay hết rồi. Nó bắn nhanh quá, mình cũng không kiểm soát được á. Coi coi còn cái phải alien nào mà mình chưa đập không nhờ. Ý hình như mình đập hết rồi. Ủa đúng rồi, hình như mình đập hết rồi các bạn ơi. Con gồng đây, con gồng đây. Còn gồng nè. Ý mà quán. Thế mà sao năng lượng mình tụt máu vậy? Mình chưa đánh gồng nữa. Mình chưa có đánh gồng nữa, mình còn có 20% mà. Hết năng lượng là chắc mình đi bộ quá. Người sắt mà đi bộ là hơi bị mệt luôn các bạn ơi. Rồi giờ thì test sức mạnh nhá. Nếu mà một hit đánh tay kết hợp với sức mạnh của cây rìu chiến đấu thì có thể kết liễu được con rồng Ender không? Coi rồi. Con rồng đâu rồi? Ui con rồng chơi chuồn rồi. À đây 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 đây. Được. Lại đây đi các bạn. 400 máu. Wow, người sắt kết hợp với cây rìu chiến đấu là một hit đánh 400 máu lận. Được á nha. Ui chùi chùi chùi. Enderman bị hất lên trời luôn. Ê mình còn có 10% là mình đi bộ rồi. Xuống đây cho đánh đi. Xuống đây.
Ui nhưng mà mình đánh một hit nhân ngỗng được con rồng kìa. Ui mạnh thiệt sự luôn. người sắc mạnh thiệt ghê các bạn ơi. Ui cho sức mạnh cơ bắp hàng gì mình đục một phát chết queo là phải rồi. Con này đi ra chỗ khác gồng mà còn một hit chết ở hai hit chết nhầm nhòi với mấy cái con ender cờ này nè náo. Ấy nhưng mà sao mình hồi năng lượng rồi kìa. Hay nha. Mình hồi lại năng lượng rồi các bạn ơi. Tuyệt cú mèo. Và các bạn có thấy ở đây có rất là nhiều Batman đúng không? Đây chính là cơ hội để mình có thể farm thêm những sáp siêu anh hùng đó. Mình sẽ kết liễu từng con để có thể kiếm thêm đồ nhá. Rồi. Quýnh các người nè. Và nó rơi ra rất là nhiều đồ luôn. Để bây giờ mình sẽ bắt đầu cái việc lựa thôi. Ui như có áo của người nhện nè, mình thấy áo của người nhện rồi. Đỡ phải chế tạo rồi nè. Tiếp theo là nón. Ý. Chỉ lượm những thứ cần thiết thôi. Mình có nón trộm rồi. Nón của Loki. Nón của Zoro. Wow, Zoro này là nhìn giống ăn cướp vậy. Cái này nhìn rất là giống ăn cướp luôn các bạn ơi. Bên đây không có đồ gì hết. Bên này thì có cái quần của ai nè, với một cái áo gì đó để mình nhặt vô thử. Nói chung thì cái nào lượm được thì mình lượm, không được thì mình cũng lượm luôn. Rồi được một cái Stone World X, cái rìu chiến tranh các bạn ơi. Cái này rìu dởm thôi, dục đi mất công. Chọn chỗ á. Được một cái quần gì cam cam vậy, nhặt vô thử. Quần của Rocket Raccoon. Hình như đây là quần của xuyên hồng à. Để mình coi Rocket Rocket Raccoon nè. Hình như đây cũng là quần của xuyên hồng các bạn ơi. Và kèm theo quần của Beast nữa. Quần của Beast thì được chế tạo từ những cái khói nhiễm phóng xạ nè. Được quá chứ. Tạo là đồ xịn không à. Và phía bên này vẫn còn nữa nên mình sẽ farm tiếp nha. Cái này nó cũng tương tự với việc đập Lucky Lock á các bạn ơi. Mỗi con thì sẽ rơi ra đồ khác nhau nên thoải mái mà farm. Rồi con này thì rơi ra cái quả trứng. Chưa. The King. Ui. Rơi ra trứng The King luôn. Và thêm một cái áo gì nữa. Áo của Vision. À Vision là cái tên trên trán của một viên đá vô cực đúng không ta. Không biết mình có nhớ rõ không nữa. Một cái bé bé gà nè, cũng khá là ok. Thêm một cái quần gì đây. Để mình lại mình coi quần gì nhá. Cái này là cái quần của Witch. À quần của phù sĩ, phù thủy hả. Hammerhead. À cái con này, con đầu búa. Úi trời ơi trời, hung dữ. Đầu búa hung dữ. Úi ừ kệ cho con Hammerhead này nó quẩy dưới này đi. Kệ cho nó quẩy tiếp mấy cái con Batman. Chứ thế giới này nhiều Enderman quá, cho nó tiêu diệt bớt các bạn ơi. Rồi phía bên này có ba con Batman đang hung nhau. Mình sẽ chia rẽ bọn nó luôn. Mình sẽ chia rẽ bọn nó giống như cách mà nó từng ăn thịt bạn gái của mình. Dám ăn thịt bạn gái của mình lúc trước hả. Rồi và con nào. Cái này thì nó rơi ra. Không có đồ xuyên hùng nên mình sẽ không có lấy đồ. Bên này thì có đồ xuyên hùng nào không. Ê như được áo của người sắt hay sao nè. Ừ đúng rồi, được áo người sắt cấp ở cái mã số thứ 14 các bạn ơi. Một cái nón của Star-Lord. Ủa Star-Lord có phải là xuyên hùng không ta. Để mình coi Star-Lord có dễ chế tạo không nha. Star-Lord nè. Đây chính là bộ giáp của Star-Lord. Tính ra không có quá khó chế tạo các bạn ơi. Ui ừ đúng rồi. Con nào mới hết quýnh mấy con Batman kiểu như nó đang chơi bóng đó các bạn ơi. Đó nó đang nó đang cười quậy khắp cái khu vực đè này luôn. Và thêm áo giáp xuyên hùng nữa nè. Ui hơi bị nhiều luôn á. Áo của Batgirl. Người da nữ. Của áo của Zoro. Cái này là cái gì đây mình cũng chưa rõ nữa. Ờ cái này thì không biết. Một cái ổn của người sát. Cái đèn. Một cái này là cái thủy tinh gì đó mình cũng chưa rõ. Rồi và còn đồ xuyên hồn nào khác để mình có thể nhặt không. Hình như hết rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình còn thấy vài con Batman nên mình sẽ farm nốt nha. Chứ bây giờ bỏ về thì mấy con này nó cũng despawn mất à, ổn lắm luôn á. Rồi và tiếp theo thì nó sẽ coi rơi ra cái gì đây. Ổn của ai nè. Ổn của người sắt. Ủa nãy giờ gây ra đồ của người sắt hơi nhiều nha.
logo của Superman nè. Áo sát. Áo sát cấp độ 19. Ui, được thiệt sự luôn á. Rồi thêm một cái áo ruby không cần. Cái này cũng không cần luôn, nên mình sẽ là bỏ khỏi kho đồ nhá. Đồ thì mình cũng khá là nhiều rồi, nên mình sẽ vứt bớt vô trong cái ba lô để tránh trường hợp không còn thể nhặt thêm được những cái bộ sáp sinh tồn khác á, lấp đầy luôn cái ba lô luôn rồi. Rồi bên này thì ý, hình như cái này cái ủng của The Flash hay sao nè. À không, của Speedy các bạn ơi. Ủa Speedy là nhân vật nào ta? Nhân vật tốc độ hả? Ý nhưng mà cái này là Mutant gì vậy? Mình muốn nhặt thử coi. Mới nhặt được cái gì nè? Mutant Skeleton Boot. Ui, ủng của Skeleton Mutant các bạn ơi. Wow, được đó nha, Speedy. Coi công thức luôn, coi dễ chế tạo không. Speedy, nè. Ui, Speedy, cái nón nhìn đã vậy. Có thêm cộng lông, lông gà ở phía góc phải nè. Ui, tính ra cũng đâu có quá khó chế tạo đâu. Hay là bây giờ mình sẽ farm nốt cái hai con Batman này rồi đó trở về nhà các bạn ơi. Nãy giờ loot cũng khá là nhiều đồ từ những con Batman này á. Nào, rơi ra một cái ủng của ai đây? Với một cái stack của Ben luôn. Trời ơi, được quá ta. Rơi ra cái ủng của Nightwing. Wow, stack của Ben thì mình cứ nhặt đi. Rồi, cái này là Balo Room hả? Thôi, Balo Room thì không cần đâu. Nhưng mà mình thấy cái ủng gì nè, cái ủng với cái quần gì nè, để mình nhặt vào thử nha. Ui, gì đây, gì đây? Ây dù. Ui, con mèo. Cái con mèo. Ui, con mèo gì nè các bạn. Ê, như mèo ngoài hành tinh hay sao ấy. Ui. Nè nè. Con mèo gì nè. Dễ thương cực luôn ấy. Bắt. Bắt về. Một con. Hai con. Ê, hình như nãy mình bắt nhầm Batman hay sao. Rồi kệ đi. Bắt mèo. Ba con rồi. Bắt tiếp. Bốn con. Mình bắt bốn, được bốn con mèo ngoài hành tinh luôn các bạn ơi. Được thiệt sự. Một cái ủng của Power Armor. Và ở một cái quần của Power Armor. Và một cái ủng của Robin. Ui, được nha. Như vậy ngày hôm nay khi xuống địa thì mình đã bội thu khi mang về được Rất là nhiều những cái giáp sinh hồn luôn. Đầy cái kho đồ của mình luôn rồi nè. Xịn thiệt sự á. Và thêm một cái quả trứng nữa. Để bây giờ mình sẽ trở về nhà các bạn ơi. Chứ dưới đây lâu quá cũng không có tốt đâu. Không chỉ mang về những cái sáp sinh hồn mà mình còn có được 96 level nữa. Để bây giờ thì mình sẽ coi mình sẽ sửa lại giáp của Superman không nhờ. Mình thấy sáp Superman hồi nãy nó hỏng nhiều lắm luôn á, mà mình chưa có kịp sửa. Sẵn tiện đó thì mình sẽ enchant lên luôn. Tại vì trong mấy bộ sáp này thì mình thấy Superman là có cái sức chống chịu tốt nhất rồi. Kèm theo đó là Wonder Woman á, mình thấy hai sinh hồn này là có sức chống chịu tốt nhất thôi. Còn mấy sinh hồn khác á, gặp cái con boss là nó quýnh cũng ngủng cứu tỏi như bình thường à. Nên mình sẽ ưu tiên enchant mấy giáp sinh hồn xịn trước nhá. Rồi, đầu tiên thì cho vô cái bàn enchant này nè. Enchant cho nó bảo vệ 5 luôn. Ủa, bảo vệ 4 luôn. Nhiều kinh nghiệm mà sợ gì. Kèm theo chậm hỏng để có thể sử dụng được lâu hơn. Dưng xíu 500 nữa để mình hút đồ á. Ui, nhưng mà như enchant xong cái áo nó hết kinh nghiệm luôn rồi. Mắc quá ta. Chết mình không. Lỡ rồi các bạn ơi. Lỡ anh chan cho Superman nhiều quá thành ra hết kinh nghiệm luôn rồi, giờ còn con cấp à. Cuộc sống thay đổi nhanh quá. Mình sống hơi vội rồi. Ok, giờ mình sẽ treo bộ giáp người sắt lên nhá. Như vậy thì mình đã sở hữu được hai phiên bản người sắt rồi. Ngoài ra thì mình còn nhặt được thêm một cái quả trứng The King nữa. Và với sức mạnh của bộ sáp Superman mình vừa nâng cấp thì liệu mình có thể đánh bại được con The King này không? Theo mình là không rồi đó. Tại vì với setup Superman đơn thuần thôi thì không bao giờ đánh bại được đâu. Ý là cái con Mobzilla mình còn không đánh được mà. Thế nên chắc sắp tới mình phải kèm theo sức mạnh của găng tay vô cực thôi. Nhưng mà cái này thì mình sẽ để dành ở một dịp khác. Còn giờ thì mình sẽ mang những cái Pandora Box nè. Hôm lại chưa có nghịch mấy cái này, hôm nay quyết tâm với nghịch cho bằng được á. Và nơi để mình nghịch đó chính là cái đỉnh núi này gần nhà luôn. Chơi một lần ha, cho nó lớn hẳn các bạn ơi. Ta chuẩn bị nè. Hồ biến. Ui, mà nó biến thêm luôn rồi kìa. Ui. Cái Pandora box của mình mà.
Rồi luôn xuống đè xong một hồi lắc game rồi các bạn ơi, mình quýnh nhiều quá lắc game rồi. Để bây giờ mình sẽ quýt ra vào lại coi coi cái Pandora box này nó ra cái gì nha, chứ mắt một cái quan uổng là ha, không có chịu đâu á. Ồ, vừa chào lại game cái rương Pandora box này với cái rương trên tay mình mất tiêu luôn. Game nó troll mình rồi các bạn ơi. Trời sao mình nhỏ dưới không biết nữa. Có hai cái thôi mà cũng bị nó troll nữa. Bó tay luôn. Thôi troll thôi, mình tự chế mình mở cũng được vậy. Pandora. Đây, công thức đây. Cần redstone. À, cái này thì nó lại dễ quá cơ. Dầm 3 redstone mình còn 19 nè. À, kèm theo đó là vàng cũng như là ender pearl và gỗ thôi hả? Gỗ thì mình có ở đây. Rồi kế tiếp là ender pearl, cái đó thì hơi căng một xíu. Ý, cũng có luôn nè. Và vàng thì ở trên đấy. Rồi giờ thì cho vô bàn chế tạo và bấm thôi. Bốn cái luôn. Dám lấy đi tôi hai cái, giờ tôi làm bốn cái ha. Chọc tức trời nè. Rồi trở lại cái ngọn núi xưa và tiếp tục mở thôi. Không tin lần này lại mất nữa đó. Rồi qua đây đổi chỗ các bạn ơi, cho nó phong thủy xíu chứ chỗ kia xui quá. Rồi giờ thì mở tiếp một cái Pandora box nè. Búp. Nó phải như vậy chứ. Và bà la. Ừ đúng rồi. Kinh nghiệm. Nhưng mà sao có mấy hộp vậy? Ủa? Trời ơi bắn lên trời khí thế luôn mà ra có mấy hộp kinh nghiệm mà. Ui là màu thiệt sự luôn. Ấy trời lại mưa nữa rồi. Mưa nó bị hạn chế tầm nhìn ghê luôn á. Nhưng mà bất chấp trời mưa mình cũng mở tiếp hả. Ra cái gì đây? Ui. Đấu trường Zumba Big Man à. Ui các bạn coi kìa. Ui. Chết rồi. Con kia nó bị mắc kẹt vô cục đá, nó ngụm củ tỏi luôn, ghê quá à. Đáng sợ thiệt sự luôn ý. Rồi giờ mình sẽ vứt cái cục hệt cái đá, tại vì bây giờ mình có cái 500 trên người á nên bắt buộc phải cởi áo giáp ra trước khi vứt đồ. Và tôi vứt đi rồi. Ấy dù dù mình vứt miếng thịt rồi đó nha, không cần miếng thịt bò đó. Ủa thịt thịt bay đó đâu. Rồi mở tiếp nè, cái bàn đầu ra bốc cuối cùng. Búp. À không, còn cái nữa mấy cái cuối. Ê, lần này thì ra cừu. Ê, gò 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 chạy chạy. Thôi xong rồi các bạn ơi, y cũ rồi các bạn ơi. Chuẩn bị có nước nè. Có không? Ý hên quá, hên quá. Lần trước nó tạo ra cái lồng kính này là bên trong cả đống nước luôn á, mà lần này nó không có miếng nước luôn các bạn ơi. Hên thiệt sự luôn. Cái này là cái quặng gì hồng hồng đây? À, cừu. Ủa, à, bò anh chan. À, được đó nha. Nếu cái lồng này không có gì thì mình sẽ trang trí bên trong bằng một cái Pandora box nha. Hy vọng là. Ui sao bây giờ lại ra tuyết rồi. Đông ra nước mình lại ra tuyết các bạn ơi. Ui cả đống tuyết luôn. Ủa chỉ có vậy đó hả? Ui trên này còn giục giục mưa nữa nè. Rồi luôn chế tạo bốn cái Pandora box. Không được cái gì tốt lành hết trơn á. Chỉ được cái hình cầu này để trang trí. Ấy mà tính ra bên trong cái này cũng ok hết nha. Để sau này mình làm cái nơi để mình có thể đại chiến boss. Được 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 đó nha. Ừ hé. Sau này thì mình sẽ làm cái nơi đại chiến boss ở bên trong cái khu vực lồng kính này. Và ngoài ra thì mình muốn test coi cái em khủng long T-Rex của mình á có thể chiến đấu được không. Lấy viên đá linh hồn ra coi. Em cũng làm. Ê con mèo, con mèo. Ui chết 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 chết. Giờ sao mình lựa chọn để mình thả em khủng long mình ra ta. Không được không được. Giờ mà mình thả khủng long ra là thả hết mấy con mèo ra, tiếc lắm. Hay là mình nhốt mèo trong này nhờ. Hy vọng là nó đừng có despawn nhá. Despawn là toang ấy, tại lâu lâu mình mới gặp được mèo ngoài hành tinh cơ. Nói các bạn có thấy mưa khó chịu không, chứ mình là không thích mưa chút nào hết trơn á. Mưa nó khuất tầm nhìn ghê luôn. Rồi thả mấy con mèo ngoài. Con này đâu ra vậy? Nãy mình bắt nhầm à. Nãy mình bắt nhầm cái mà. Đâu ra nữa hoài vậy? Cái gì hoài vậy? Hồi nãy mình bắt nhầm nhiều vậy? Nữa nè.
Ủa trời ơi, dám quýnh mèo của tôi bắt hả? Dám quýnh mèo tôi bắt. Ủa mình nhớ mình bắt bắt mèo mà sao toàn ra mấy cái không à. Ui ui con rát nữa nè. Ui nhưng mà sau khi anh chan cái dòng 500 thì xung quanh người mình toàn là mấy cái đồ mà mình không cần đâu mà. Chết rồi, tự nhiên dướng cục nợ nữa. Giờ mình chẳng khác gì cái đồ hút ghét di động luôn á. Coi kìa, ghét nó cứ bay vòng vòng mình hoài à. Rồi và mình sẽ thử thả cái em cũng làm máy móc ra bên ngoài nhá. Thả ngay đây luôn, đừng có quýnh em cũng làm máy móc tôi đó. Thả ra nè, đó, cởi lên ơi. Mình đã dọn dẹp lại đồ rồi các bạn ơi. Và trong số đồ kia thì nó có một cái nón của Spider-Man. Hình như cái nón này là của Venom à. Nè, đen đen này nhìn giống Venom ngay luôn á. Không biết có phải không nữa. Một nón của Moncanai. Rồi nón của Wasp. Rồi nón của Batman. Kèm theo một cái quần của Mozilla nè, khá là xịn sò. Giờ thì mình sẽ thử để các em khủng lên máy móc ra ngoài. Rồi sau đó leo lên một cái nè. Ui chết. Ủa mình đánh thường vẫn trúng em khủng lên máy móc hả? Ui, ui. À không, em đấy, em ấy đi bị gớt các bạn ơi. Ồ, em này tiếc ghê, không bay được á. Nhưng mà mình thích nhất cái vụ ngoài đuôi các bạn ơi. Khá là vui luôn á. Rồi và giờ thì mình sẽ tấn công cái con này. Tấn công con này đứng trên lưng của em à, cũng là máy móc luôn. Dám chống, dám chống. Nói chung thì nếu mà mình không có khả năng di chuyển tốt trên không có khả năng di chuyển tốt trên mặt đất á, thì có thể cưỡi em này để đi, nhưng mà phải đem theo nhiều redstone nhá. Em này đi ưa bị trượt chân hoặc là dấp đá mất máu lắm á. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chế tạo thành công cái set đồ của người sắt. Nhưng mà cái này là bộ đồ số số 10 thôi. Cũng như là một bộ đồ mình kết hợp giữa số 8 và số 19 lại á. Nhìn nó hơi thiếu thiếu thế nào á. Để mình tặng cho nó thêm cái nón đi của Watch chẳng hạn. Đó, nhìn cho nó đẹp hơn nha. Bên cạnh đó thì mình cũng nhặt thêm được một quả trứng triệu hồi ra cái con Ý giờ mình mới để ý. À đây đây đây, cái trứng đây nè. Cái trứng đực hiện đây nè. Và có thêm trứng của con đực hiện á, để sắp tới mình có thể thử chiến đấu với con đực hiện đó bằng sức mạnh của Superman hoặc là bất kỳ bộ giáp của sinh hồn nào nhá. Nhưng mà phải kèm theo cái găng tay vô cực, nếu không thôi là nó cạp mình chết queo á. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.